Trong sáng nay 22 tháng 8, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang Lê Văn Chuyển có buổi làm việc với bà Hồ Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Bất động sản Đồng đội Phú Quốc về việc hợp tác sản xuất các chương trình, cuộc thi. Tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Bất động sản Đồng đội Phú Quốc, nêu ý tưởng về tổ chức cuộc thi sắc đẹp, mục đích để quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch của Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Theo đó, phía công ty mong muốn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức cuộc thi, cùng với đó về phía công ty đề xuất tổ chức chương trình mẫu nhí để tạo sân chơi cho các em, nhất là các em vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Quyển ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng của cá nhân bà Hồ Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Bất động sản Đồng đội Phú Quốc trong thời gian qua, đồng hành với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong đó, cùng với câu lạc bộ Kết nối yêu thương, tài trợ 2 thư viện, 2 căn nhà khuyến học, trực tiếp vận động Công ty Cổ phần Rotiship Phú Quốc tài trợ thêm 2 bộ máy tính cho thư viện các trường trên địa bàn tại huyện Vĩnh Thuận và huyện An Minh. Ngoài ra, công ty tiếp tục đồng hành thực hiện một số hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt với công ty tài trợ cho cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 2 năm 2024 với số tiền 100 triệu đồng. Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Quyển, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, đánh giá cao những ý tưởng tổ chức các chương trình, cuộc thi của phía Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Bất động sản Đồng đội Phú Quốc, đồng thời gợi ý trước mắt tổ chức cuộc thi Nét đẹp công sở phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện, sau đó mở rộng quy mô các cuộc thi khác. Dịp này, bà Hồ Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Đầu tư Bất động sản Đồng đội Phú Quốc trao tặng những phần quà tài trợ thương hiệu Ngọc Trai Winfield của công ty cho ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, để trao tặng cho các thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 2 năm 2024.